nhằm đảm bảo sức khỏe cho các đại biểu dần động viên và thành viên đoàn thể thao tham dự Hội khỏe phù động toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 5, được tổ chức tại tỉnh Bến Tre. Chiều ngày 12 tháng 6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức đoàn kiểm tra giám sát tại các cơ sở sẽ tham gia phục vụ ăn uống cho lực lượng tham gia Hội khỏe phù động lần này tại bộ giám sát đoàn đã kiểm tra các cơ sở về điều kiện an toàn thực phẩm các giấy phép kinh doanh kiểm tra nơi chế biến thực phẩm điều kiện sức khỏe của những người làm việc trực tiếp tại cơ sở. Theo đó, người tham gia chế biến nấu thức ăn phải được tập quấn về kiến thức an toàn thực phẩm và xác nhận không mắc các bệnh truyền nhiễm như tả lị, thương hằng, viêm gan A và E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi và tiêu chảy cấp. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo điều kiện về trang bị và dụng cụ theo quy định. Đoàn cũng xem xét thực đơn để phục vụ trong những ngày diễn ra hội khỏe phù động, đảm bảo các thực phẩm an toàn, tươi sống, hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn giám sát chặt chẽ nguồn nguyên liệu chế biến thực phẩm, đảm bảo thực hiện quy trình kiểm thực ba bước, sản phẩm tươi có nguồn gốc và được bảo quản đúng quy định. Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tiếp tục giám sát và lưu mẫu thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra hội khỏe phù động để đảm bảo an toàn cho người tham gia, không để xảy ra ngộ độc, góp phần vào thành công của hội khỏe phù động toàn quốc năm nay, được tổ chức tại tỉnh Bến Tre từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6. Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 6 tại nhà thi đấu thể dục thể